đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Bóng đá Việt Nam không thể bị hủy hoại bởi trọng tài. Đã đến lúc cần gấp VAR để giải cứu bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam không thể bị hủy hoại bởi trọng tài. Không nơi nào trên thế giới mà người hâm mộ bóng đá lại có truyền thống mất niềm tin vào trọng tài như ở Việt Nam. Thậm chí họ còn nói vui rằng có niềm tin đâu mà mất. Ngay lượt đấu đầu tiên sau 46 ngày bị ngắt quãng vì bóng đá trẻ, vấn đề trọng tài lại dậy sóng tại V-League 2023. Liên tiếp trong 2 trận đấu trên sân Thiên Trường và Thống Nhất, những quyết định của trọng tài đều gây nhiều tranh cãi, dẫn đến bất lợi cho hai đội đang ngồi chiếu dưới là Khánh Hòa, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đem lại lợi thế cho hai đội ngồi chiếu trên là Nam Định và Hà Nội. Ngày 7 tháng 4 trên sân Thiên Trường, trọng tài Trương Hồng Vũ đã cho đội chủ nhà Nam Định hưởng phạt đền. Nhiều nhà chuyên môn cũng như cơ quan truyền thông đều nhận định quyết định của ông Vũ là sai. Quyết định đó khiến cho đội Khánh Hòa đang thắng 1-0 lại bị gỡ hòa 1-1 ở phút 90+7. Ngày 8 tháng 4 trên sân Thống Nhất, trọng tài chính và trọng tài biên đã công nhận bàn thắng khi cầu thủ ghi bàn ở vị trí việt vị. Qua đó giúp Hà Nội dẫn 1-0 rồi thắng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chung cuộc 3-1. Chưa biết là ban trọng tài sẽ nhận định ra sao về bàn thắng việt vị này, nhưng trước trận đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội, chủ ban đã khiến cho dư luận hết sức bức xúc khi kết luận trọng tài Trương Hồng Vũ đúng khi cho Nam Định hưởng phạt đền. Ban trọng tài VFF là ai? VFF có phát ngôn chính thức sau tranh cãi về quả phạt đền trong trận Nam Định với Khánh Hòa liên quan đến trọng tài Trương Hồng Vũ như sau. Trọng tài Trương Hồng Vũ đã đưa ra quyết định đúng trong tình huống dẫn đến quả phạt 11m dành cho câu lạc bộ Nam Định. Trong tình huống này, cầu thủ Mai Xuân Quyết của Nam Định đã chủ động chế bóng và kiểm soát bóng trước khi thủ môn Võ Ngọc Cường bên phía Khánh Hòa băng ra với tốc độ cao, không kiểm soát được tốc độ và va chạm với cầu thủ Mai Xuân Quyết. Trọng tài Trương Hồng Vũ ban đầu cầm thẻ đỏ trên tay nhưng chưa ra quyết định phạt thẻ đối với thủ môn của Khánh Hòa. Xét thấy sau tình huống thủ môn của Khánh Hòa phạm lỗi và cơ hội ghi bàn của câu lạc bộ Nam Định đã được tái lập thông qua quả đá phạt 11m, trọng tài Trương Hồng Vũ đã quyết định phạt thẻ vàng cho thủ môn của Khánh Hòa. Đây là quyết định đúng với tinh thần luật. Tuy nhiên, cựu giám sát trọng tài, cựu giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn khẳng định: "Trong tình huống đó, tôi không thấy thủ môn của câu lạc bộ Khánh Hòa có lỗi", nguồn báo Thanh Niên. Trong khi đó, cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng từng được trao còi vàng Việt Nam năm 2006 bình luận rằng pha xử lý của trọng tài Trương Hồng Vũ vô cùng khó hiểu, sai lầm cơ bản, có thể nói là ấu trĩ, đã làm thay đổi kết quả trận đấu. Trước khi ban trọng tài VFF có bất luận về trọng tài Vũ, một thế giới đã có bài sự công bằng, món trang sức xa xỉ của bóng đá Việt ngày 8 tháng 4 năm 2023. Sau khi mà ban trọng tài VFF có kết luận, quan điểm của chúng tôi như sau. Vì sao trọng tài Vũ không thổi phạt ngay sau tình huống va chạm giữa Xuân Quyết của Nam Định và thủ môn Ngọc Cường của Khánh Hòa? Thay vào đó, trọng tài Vũ vẫn chờ trận đấu tiếp tục và chỉ phạt 11m Khánh Hòa khi các cầu thủ Nam Định không thể đưa bóng vào lưới của Khánh Hòa. Với những gì diễn ra trên sân, chúng ta thấy rõ trọng tài Vũ đã cho Nam Định được hưởng phép lợi thế để có nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Nhưng đến khi các chân sút Nam Định không thể chuyển cơ hội thành bàn, trọng tài Vũ mới thổi còi và cho Nam Định được hưởng quả phạt đền, thay vì chỉ có thể quay lại tình huống trước đó để phạt thẻ đối với thủ môn Ngọc Cường. Nói chính xác hơn, trọng tài Vũ đã tạo điều kiện và đứng chờ các cầu thủ Nam Định ghi bàn. Nhưng khi các cầu thủ đội chủ nhà không thể ghi bàn, trọng tài đã gián tiếp ghi bàn cho Nam Định khi cho đội này hưởng quả đá phạt 11m. Ban trọng tài VFF giải thích như thế nào về diễn tiến của tình huống gây nhiều tranh cãi này để rồi công nhận trọng tài Vũ là đúng? Càng nực cười hơn khi kết luận của ban trọng tài VFF không nói rõ là kết luận của ai sai. Ai trong ban trọng tài VFF là người chịu trách nhiệm cao nhất khi đưa ra quyết định trọng tài Vũ trong tình huống này? Tại sao VFF không công khai tên người đưa ra quyết định trên của ban trọng tài VFF? Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đúng hay sai? Trong cuộc họp báo sau trận thua Hà Nội 1-3, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã phê phán từ trọng tài cho đến VPF. "Chúng tôi thua bàn đầu tiên do trọng tài chính và trọng tài biên. Các cầu thủ đã tổ chức bắt việt vị cầu thủ đối phương nhưng trọng tài thì lại không. Tôi có hình ảnh rất rõ ràng, chúng tôi bắt việt vị nhưng lại trở thành lợi thế của đối phương. Trọng tài đã phá đi những nỗ lực của đội bóng. Tôi đã nhiều lần phê bình VPF rồi, một đội bóng mà có chủ tịch nằm trong ban điều hành, tức là thì ai chịu nổi. Ông ngồi trên khán đài trừng mắt thôi là trọng tài sợ rồi. VPF sẽ phải thay đổi." Cần phải nhắc thêm chi tiết này, trong khi tường thuật trực tiếp trận đấu, huấn luyện viên kỳ cựu Quang Huy đã nhận định ngay là bàn thắng có thể đã được ghi bàn trong tình huống việt vị. Đến khi tình huống ghi bàn được chiếu chậm, huấn luyện viên Quang Huy không có bất cứ nhận định nào phủ quyết nhận xét ban đầu của anh. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bỏ giải. Bức xúc trọng tài, ông bầu của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hùng cũng phát biểu với ý định bỏ giải. Bình luận về phát biểu của ông Hùng, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho biết: "Nhiều người ở Thành phố Hồ Chí Minh nói rất nhiều nhưng không ai yêu bóng đá bằng anh Hùng. Tôi sẵn sàng bỏ PVF về đây làm không phải mưu cầu gì. Tôi về đây để tham gia, chia sẻ với anh Hùng. Tôi không lấy những ngôi sao mà dùng những cầu thủ trẻ. Cuộc chơi nào thì cũng bị người ta đề đầu cưỡi cổ mình sao chơi." Đã đến lúc cần gấp VAR để giải cứu bóng đá Việt Nam.
Huấn luyện viên trưởng Vũ Tiến Hành tiếp tục kêu gọi các nhà quản lý bóng đá Việt Nam phải áp dụng khoa học công nghệ vào bóng đá hiện nay và cấp thiết nhất là VAR để tránh những tiếng còi gây bức xúc. Sau kỳ nghỉ giữa mùa bất thường để VPF nhường chỗ cho vài ba cầu thủ trẻ đi đá giải U20 châu Á, V-League mới trở lại nhưng đã gây xôn xao nhưng không phải là tiếng vang mà là sự bức xúc. Tiếp theo những lời phẫn nộ của huấn luyện viên Khánh Hòa Võ Đình Tân về cách điều hành của trọng tài, thì đến lượt huấn luyện viên Vũ Tiến Hành của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng phàn nàn về cách cầm còi của các trọng tài. Sau khi tân trưởng ban trọng tài Đặng Thanh Hạ khiến nhiều người ngã ngửa bởi cách giải thích khó xuôi về tình huống Khánh Hòa bị thổi phạt, đến phút cuối thì cổ động viên đã hóng xem ban trọng tài có giải thích gì hay hơn về nỗi bức xúc của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trận Nam Định và Khánh Hòa thì chúng tôi đã viết rất kỹ và đăng lại video tình huống. Cách giải thích của chính từ bộ phận chuyên môn VRF cũng đúng hay không, từ dư luận sẽ có cách nhìn nhận. Trở lại trận Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hà Nội, phút 38, Nguyễn Văn Quyết bấm bóng cho Lucao xâm nhập vòng cấm dứt điểm làm rung lưới Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng trước khi Lucao ra chân, nhiều cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã giơ tay ra hiệu tiền đạo khách đã việt vị. Bất chấp phản ứng của cầu thủ chủ nhà và cả khán giả trên sân, những người có thể xem pha quay chậm trên điện thoại, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. Pha quay chậm trên truyền hình cũng cho thấy trọng tài biên mắc sai lầm. Lucao đứng trước hàng thủ đối phương khoảng 1/3 thân người khi Văn Quyết chuyền bóng cho anh. Không hiểu chủ tịch VPF, kiêm phó chủ tịch VPF phụ trách chuyên môn Trần Anh Tú khi đó có mặt trên khán đài sân Thống Nhất để theo dõi trận đấu sẽ suy nghĩ gì về phản ứng của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Vũ Tiến Hành bức xúc cho biết: "Chúng tôi thua bàn đầu tiên do trọng tài chính và trọng tài biên. Các cầu thủ đã tổ chức bắt việt vị cầu thủ đối phương nhưng trọng tài thì lại không. Tôi có hình ảnh rất rõ ràng, trọng tài làm ăn kiểu gì kỳ vậy. Chúng tôi quyết tâm giành một điểm. Thế nhưng mọi nỗ lực bị trọng tài phá hỏng." Ông Thành cũng thắc mắc một thứ cực kỳ nhạy cảm nhưng có tình huống thống kê để đưa ra đúc kết. Ông phát biểu: "Tôi nói thật là cứ đá với Hà Nội thua vì trọng tài. Tôi sẽ có người làm thống kê các trận đấu như vậy, đá như vậy làm sao mà đá lại. Tôi nói nhiều lần phê bình VPF. Tôi hỏi một cái ông trước đây là chủ tịch của câu lạc bộ Thành phố Hà Nội giờ nằm trong VPF thì ai chịu nổi. Ông Nguyễn Quốc Hội năm 2020 hồi tôi ra đá ngoài Hà Nội, khi đó ông Thành dẫn dắt Sài Gòn. Khi mà Giovane ghi bàn, ông Hội xuống sân chửi trọng tài, đá như thế thì ai mà đá lại." Trận đấu này, ông Thành cho rằng trong tình huống trọng tài biên không phất cờ vì ông sợ ông Hội ngồi trên khán đài. "Chúng ta không phải trọng tài để hiểu họ có chịu áp lực gì từ bên ngoài khi thổi còi sai sót một cách vô tình hay thế nào đó. Tuy nhiên, việc xuất hiện những người gây áp lực với trọng tài như ông Thành để cập nhật cũng phải đáng suy ngẫm. Trọng tài là con người, có sự nghiệp thì họ cũng phải sợ này sợ kia, chứ đâu bình tâm hoàn toàn." Do vậy, ông Thành tỏ ra thông cảm với tội trọng tài, đó là ông Hội giờ vẫn nằm trong VPF. Ông chừng mắt thôi là trọng tài sợ rồi, đó là chưa nói đến những yếu tố khác. Vấn đề của trọng tài là VAR, tôi đã góp ý bao nhiêu lần rồi, từ năm 2020 là phải dùng VAR. Đúng vậy, giải pháp tốt nhất để cứu trọng tài, cứu bóng đá Việt là phải có VAR. Trong những tình huống mà trọng tài không thể theo kịp trận đấu thì còn có VAR để tham khảo trước khi ra quyết định cuối cùng. Đồng thời nếu như trọng tài vì quyết định dũng cảm mà làm thì ai đó không vui lòng, trọng tài có thể đưa VAR ra làm lá bùa nhằm bảo vệ tiếng còi sạch của mình thì cũng dễ dàng hơn. Nếu như bị buộc xem lại VAR thì có thể trọng tài không dám thổi phạt đền cho Nam Định nữa sau khi chứng kiến thủ môn Khánh Hòa bị đạp vào người. Nếu như bị buộc xem lại VAR, trọng tài cũng không dám công nhận bàn thắng việt vị của Hà Nội nữa. Đơn giản khi đó, trọng tài không thể giải thích theo kiểu từ thế kỷ trước là tình huống diễn ra quá nhanh khi không theo kịp diễn biến trận đấu. Hối thúc việc áp dụng công nghệ mới trong bóng đá Việt Nam, ông Thành cũng nói thẳng là cách tổ chức trận đấu của giải vô địch quốc gia hiện giờ có công nghệ không khác gì với thập niên 80 khi chỉ khác cái nhạc nền. Thời đại khoa học công nghệ 4.0 đã tiến nhanh như vũ bão, len lỏi từng ngóc ngách cuộc sống, hiện diện trên mỗi chiếc điện thoại của khán giả có mặt trên sân. FIFA cả không dám bảo thủ trước hàng tỷ con mắt khán giả theo dõi đội bóng đá được quay tình huống cận cảnh làm chậm từng mili giây. Nhờ vậy mà World Cup không còn bị than phiền về công tác trọng tài thổi ẩu như những năm về trước.